Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phạm Như Lai thọ lượng thứ 16 lung bấy giờ Phật bảo các Bồ Tát và tất cả đại chúng ca thiên nam tử các ông phải tin hiểu lời nói chắc tình của Như Lai. Lại bao đại chúng các ông phải tin hiểu lời nói chân thường của Như Lai. Lại bao các đại chúng các ông phải tin hiểu lời nói chân thường của Như Lai. Lúc đó đại chúng Bồ Tát Ngài Di Lặc làm đầu, chấm tay bằng phần rằng Thế Tôn vui mong nói đó chúng con sẽ tin nhận lời Phật ba phen bằng như thế. Rồi Ngài nói vui mong nói đó chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Bây giờ đừng Thế Tôn biết các vị Bồ Tát ba phen thịnh chẳng thôi mà bảo đó rằng các ông lắng nghe sức bí mật thần thông của Như Lai tất cả trong đời trời người và tu la đều cho rằng nay đừng tính cả mau đi Phật ra khỏi cung họ thân cánh thành già giá chẳng bao xa ngồi nơi đạo tràng được vô thừa chinh đặng chinh giang nhưng thiền nam tử từng ra thành Phật nhưng lại đây đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ứng na do tha kiếm đi như 500 người muôn ứng na do tha tăng trì tối tam thiên đại thiên gia sứ có người hiền làm vi trầm qua phương đông cách 500 nghìn muôn ứng na do tha A tăng kỳ cõi nước bèn rơi một bụi trần đi qua phía đông như thế cho đến hết phi trần đó các thiền nam tử ông nghĩ sao cả thế giới đó có thể suy gẫm to tin biết được số đó chăng. Di Lặc Bồ Tát phải đều bành phần rằng Thế Tôn giới đó vô lượng vô biên chẳng phải tính được đêm được cũng chẳng phải tâm lực biết tên được tăng cả thanh văn duyên giảng dùng trí tuệ vô lòng chẳng có thể suy nghĩ biết được hàng số đó chúng con trụ bằng bậc thôi ở trong việc này cũng chẳng thông đạo Thế Tôn cả thế giới như thế nhiều vô lượng vô biên. Bây giờ Phật bảo cả chúng Bồ Tát các thiền nam tử này ta sẽ thuyền nói rằng đó cho các ông cả thế giới đó hoàng dinh vi trần hòa chẳng dính đều nghiền cả làm vi trần cứ một trần là một kiếp. Từ ta thành Phật nhận lại đến nay lại lâu hơn số đó trăm nghìn muôn ngân na do tha tăng kỳ kim từ đó nhân lại ta thường ngờ coi ta ba này nói pháp giáo hoa cùng ở trong trăm nghìn muôn ngân na do tha. A tăng kỳ cõi nước khá nhân dân lời anh chúng sanh cả thiên nam tử nơi chẳng giữa đó ta nói Phật nhiên đang vẫn vân và lại có ca đứng phần nhập niết bàn như thế đều là dùng phương tiện để phân biệt ca thiền nam tử nếu có chúng sinh nào đến chỗ ta dùng phần
thường nhãn quan xa tính vân vân, cả căn lời đồn thua chung tùy theo chỗ nán đồ nơi nơi, tự nói văn tự chẳng đồng. Niên kỷ hoàng lớn hoàng nhỏ cùng lai, hiện nói sẽ nhắm nghĩa ban lai, dùng ca trí phương tìm nói pháp vi diệu, có thể làm cho chúng sinh phan lòng vui mừng. Ca Việt Nam tự như lai thấy những chúng sinh ở nơi ở pháp tiêu thừa đứng mong tội nặng phân, vì người đó nói ta lung trễ xuân gia được vô thường trình đăng chính giác, nhưng thân từ ta thành phần nhưng lại lâu xa giường anh. Chỉ dùng phương tiện giáo hoa chúng sinh khiến vào phần đạo nên nói như thế, cả thiên nam tử kinh điển của Đức Như Lai nói ra đều vì đồ thoa chúng sinh, hoặc nói thân mình hoặc nói thân người, hoàng chỉ thân mình, hoàng chỉ thân người, hoàng chỉ việc mình, hoàng chỉ việc người, càng lời nói đều thân chẳng dối. Vì sao? Vì đứng như lại đúng như thường thầy biết tướng của tam giới. Không có sinh tử hoàng thối hoàng cơ cũng không ở đời, và diệt đó chẳng phải thơ, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải gì, chẳng phải như ba cõi mà thấy nơi ba cõi các viện như thế Như Lai thấy rõ. Không có sai lầm bởi các chúng sanh, có các món tình, các món dục, các món hành, các món nhớ tưởng phân biệt, muốn làm cho sinh các căn lành nên dùng bao nhiêu nhân duyên, thí dụ ngôn từ các căn nội phàm. Chỗ làm phân sự chưa từng tạm bỏ như thế, từ ta thành phần nhận lại thật là lâu xa, thọ mệnh vô lượng a tăng kỳ kiếp thương còn chẳng mất. Ca Thiền Nam tử ta xưa tu hành đạo Bồ Tát cam thành, thọ mệnh nay vẫn chưa hết, lại còn hơn số trên những nay, chẳng phải thần diện đồ mà bèn cơm nói sẽ diện đồ. Đứng Như Lai dùng phương tiện đó giáo hóa chúng sinh, vì sao? Vì nếu phần ở lâu nơi đời thì người đứng mong chẳng trong gông lanh, nghèo vùng hiền hà mưa nằm món dụng xa vào trong lưới nhớ tưởng vọng kiên. Nếu thấy Đứng Như Lai thường còn chẳng mất bèn sinh lòng buông lung, nhàm trẻ chẳng có thể sinh ra ý tưởng có gầm gơ, cùng lòng cung kính cho nên Đức Như Lai dùng phương tiện nói rằng. Thì kêu bài biển ca đứng vọng ra đời khó có thể gầm gơ, vì sao? Những người đứng mong trải qua trăm nghìn muôn ơ kiếp, hoàng có người thấy phần hoàng người chẳng thấy, do việc này nên ta nói rằng. Thì kheo đứng Như Lai có thể được thấy, cả chúng sinh đó nghe lời như thế ăn sẽ sinh đi tưởng, có gầm gỡ mà lòng nguyên bồ khác hưởng nơi phần bền trong gông lành, cho nên Đứng Như Lai giàu chẳng diệt mà nói diệt đồn. Lại Thiện Nam từ phương pháp của cả Đấng Phật Như Lai đều như thế, vì độ chúng sinh đều từng chẳng dối, ví như vì lương ý trí tuệ sáng suốt khéo luyện phương thua
tri các bánh người đó nhiều con trai hoặc 10, 20. Nhận đến số trăm do có sự duyên đến hướng xa khá sao lũng đó ca người con uống thuốc đồng khá thuốc khá muôn loạn lăng lộn trên đơn bay giờ người cha từ nước xa trở về nhà ca con uống thuốc đồng hoặc người mất bản tâm. Hoàng chẳng mắng xa tới cha về đều rất vui mừng quỳ lại hỏi thăm an lành về an ổn chúng con ngủ si làm muôn phố đồng xin cứu lành cho lại ban kho mền cho chúng con. Cha thấy các con khổ nào như thế y theo các kinh phương tìm cỏ thu có mùi sắc về ngon thấy đều đầy đủ đâm nghiêng hòa hợp đưa bảo các con uống mà nói rằng thuốc đại lương dược này mùi sắc về ngon thấy đều đầy đủ các con nên uống mau trừ khổ não không còn lại có các bệnh hoàng trong các con những người chẳng thấm tâm thầy thuốc lương dược hay sắc hương đều tôn liền bèn uống đó bệnh trừ hết đường lành mạnh ngoài ra những người thân tâm thấy cha về giàu cũng vui mừng hỏi thăm cầu xin chi bệnh xong trao thuốc cho mà không chịu uống. Vì sao vì hơi đồng đã thâm nhầm làm mất bản tâm nơi thuốc có thơm đêm này mà cho là không ngon người cha nghĩ rằng người con này đang thương bị trúng độc tâm đều điên đau giàu thấy ta về mừng cầu xin cứu lành. Nhưng thua con như thế mà chẳng chịu uống nay ta bài chưa phương tiện khiến chúng uống thuốc này nghĩ thế rồi liền bảo rằng các con phải biết ta này già suy giờ chết đã đến thuốc lương dược tốt này. Nay để ở đây các con nên lấy uống cho lo không lành bảo thế rồi lại đến nước khác sai sư về nói cha các người đã trên bây giờ các con nghe cha trên lòng rất sầu khổ mà nghĩ rằng nếu cha ta còn thương xót chúng ta có thể được cứu hộ hôm nay bỏ ta xa cha nơ nửa ca thư nghĩ mình nay coi cũng không có chỗ cậy nhờ lòng thường bi cam tâm bèn kinh ngộ biết hôm này sáng hương vì ngon liền lấy uống đó bành đồng đều lành người cha nghe cả con đều đã lành mạnh liền trở về cho cả con đều thấy cả thiền nam tử ý ông nghĩ cha và có người nào có thể nói ông lượng ý đó mắc tội hư dối chân. Chưa thế con không thể được phần nói ta cũng như thế từ khi thành phần đến nay đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ứng na do ta tâm kỳ kiếm vì chúng sinh dùng sơ phương tiện nói sẽ diệt đồ. Cũng không ai có thể đúng như pháp mà nói ta có lỗi dối khi đó đừng thế tôn muôn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng từ ta cần phận lại trải qua cả kiếp số vô lượng trăm nghìn muôn. A tăng kỳ ức năm thương nói pháp giáo hóa vô số ơn chúng sinh kiên vào nơi phần đạo đến nay vô lượng kiếp vì độ chúng sinh.
sinh vây phương tiền hiện niết bàn mà thân chẳng diệt đồn. Thường trụ đây nói pháp ta thường trụ ở đây dùng ca sân tâm thông khiến chúng sinh điên đạo vào gần mà chẳng thấy chung tay ta vì lộ rộng cung vàng xa lời tay đều hoài luyên mô mà sinh lòng kháng ngưng. Chúng sinh đà tinh phồn hay thần ý nhiễu hòa một lòng muốn thấy Phật chẳng tử tí thân mình giờ ta cùng chúng tăng đều đã khỏi linh thư ta nói với chúng sinh thường ở đây chẳng diện. Vì dùng sơn phương tiền hiện có nhiều chẳng diện nữa cả có chúng lòng cung kinh tình nhào ta ở lại trong đó vì nói pháp vô thường ông chẳng nghe việc đó chỉ nói ta diễn đồ ta thấy cả chúng sinh chìm ở trong khổ não nên chẳng vì hiền thân. Cho kia sinh ra ngưỡng nhân tâm kia liên mô hiện ra vì nói pháp sư thần thông như thế ở trong vô số kiếp thương tài nuôi linh thứ và căn trụ thứ ca chúng sinh thay tầng kiếp lúc lửa lơ tiêu đồn. Cõi ta đây an ổn trời người thường đóng vầy vườn rừng các nhà ra những món bao tràng nghìn cây bao nhiều hoa trái cho chúng sinh vui chơi các trời thanh trong trời thường trội nhưng khi nhà rưới hoa măng đà la cung phần và đại chúng tinh độ ta chẳng hư mà chúng tay cháy ra lo sợ ca khổ nào như thế đều đầy giấy ca chúng sinh tội đó vì nhân duyên nghiệm dữ quá tăng kỳ kim chẳng nghe tên tam bảo người nhu hòa thấy thần. Có tu cả công đương thời đều thấy thân ta ở tại đây nói pháp hoang lũng về chúng này nói phần thọ vô lượng người lâu mới thấy pháp vì nói phần khó gầm phi lưng ta như thế tuệ quang soi vô lượng. Thọ mệnh vô số kiếp tu hành lâu cảm được cả không người có tri chớ ở đây xin nghi nên dưng kiến hình hằng lời phần thần không dối như lường y chưa khéo về để trì cuồng tử. Thần còn mà nói trên không thể nói hư dối ta là cha trong đời cứu cánh người đau khổ vì phạm phu điên đạo. Thần còn mà nói gì vì cớ thương thấy ta mà sinh lòng kêu tư buông lung ham ngũ dùng. Xa vào trong đường giữ ta thương biết chúng sanh hành đạo chẳng hành đạo tùy chỗ đang đổ đưa về nói ca phạm môn hằng từ nghi thế này lấy gì cho chúng sinh đưa vào về vô thương mau thành tựu thân phần.